Chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm những cánh bướm như thế này ha. Đây mình sử dụng giấy này nè, giấy ghi chú á mọi người. Giấy này mình mua ở dưới siêu thị á, 7x7cm nha mọi người. Đây rồi mình sẽ tiến hành gấp ha. Rồi mình sẽ gấp vuông nữa. Rồi mình sẽ bẻ cái phần này vào ha. Như thế này. Rồi mình sẽ gấp lại và mình sẽ cắt một phần góc ở trên đây. Cho nó hơi bo bo tròn cho nó đẹp ha mọi người ha. Rồi mình sẽ bẻ cái phần này xuống. Lật ngược lại và bẻ cái phần này lên đây, bẻ cho nó dư một xíu trên đây nha mọi người. Rồi mình sẽ bẻ cái phần này lại luôn. Rồi như thế này đó, là mình đã có những cánh bướm như thế này ha, có những cánh bướm xinh xinh như vậy đó. Này này, rất là đẹp ha mọi người ha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của mình ha, like và đăng ký ủng hộ mình nha mọi người.